Xin chào anh em, tôi làm rồng đây. Chào mừng anh em quay trở lại với làm rồng studio. Thì đã lâu lắm rồi thì tôi mới có cơ hội mà hôm nay tôi sẽ đi reaction luôn một cái bản vẽ có thiết kế về báo cháy. Thì trước khi làm thì tôi cũng có một số vấn đề mà muốn trao đổi qua với anh em. Thì tất nhiên là trong cái nội dung ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ nói qua về những cái vấn đề liên quan đến phần xây dựng, rồi về phần thiết kế hệ thống báo cháy. Cái phần chữa cháy trong này thì tôi chưa có. Ở trong này là cái phần bản vẽ hệ thống báo cháy thì người ta cũng đã thiết kế lâu rồi. Thì tất nhiên là cái thời điểm mà tôi nhận được bản vẽ này nó rơi vào khoảng tầm năm 2014 kia. Còn thực tế nó xây dựng từ bao giờ thì tôi cũng không nắm được chính xác. Thì chủ yếu là đem ra để cho anh em tham khảo có một số vấn đề liên quan đến xây dựng rồi thiết kế hệ thống báo cháy. Ở trong này thì tôi cũng sẽ không nói về tiêu chuẩn hay về quy chuẩn. Thì thực tế khi ra ngoài đi làm ở một cái công trình liên quan đến phòng cháy, nó rất nhiều cái yếu tố khác nhau, nó không chỉ đơn giản là về tiêu chuẩn quy chuẩn. Thì tiêu chuẩn quy chuẩn đó là về những cái căn cứ quy định để cho anh em có thể anh em làm thực tế, làm thiết kế. Đấy là về mặt lý thuyết và về mặt hình thức thì bao giờ thiết kế phải dựa theo những cái tiêu chuẩn và quy chuẩn, về kể cả luật thì nó cũng vậy. Nhưng mà khi đã ra ngoài đi làm rồi thì thực tế là nó có rất nhiều yếu tố nó ảnh hưởng, tức là cái giá nhận thầu nó như thế nào này là cái thứ nhất, và cái thứ hai đấy là đặc điểm đặc thù của công trình. Thực tế là có nhiều điểm mà giữa lý thuyết và thực tế nó rất là khác nhau, kể cả trong cái việc mà anh em thiết kế, giống như cái việc mà thiết kế hệ thống báo cháy hoặc là thiết kế hệ thống chữa cháy ở giữa cái khu dân cư, việc thoát nạn của nó để từ hai hướng trở lên, thực tế là có nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng, cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Thì trong cái bản vẽ về khách sạn ở đây thì hình như là đây là một cái bản vẽ về khách sạn, cái này thì tôi cũng không nắm chính xác cho lắm, nhưng mà nó có cái chiều cao là 10 tầng và 1 tum. Đây nhá, đây là cái sảnh tầng 1 này, sảnh tầng 1 của người ta. Vì cái bản vẽ này của tôi nó đã rất là lâu rồi. Thì cái này thì tôi chủ yếu tôi đi nhận xét về phần hệ thống rồi kiến trúc thoát nạn. Thế thì tôi cũng không nhận xét là trong này người ta thiết kế nó như thế nào, có đủ, có đúng hay không. Cái này thì tôi cũng không biết. Tại vì tôi chỉ nhận lại được cái bản vẽ này thì tôi lấy ra để tôi đi làm cho anh em thêm có một cái sinh động hơn về một cái thực tế. Chủ yếu là tôi nói về những cái vấn đề thực tế là chính thôi. Chứ còn về tiêu chuẩn quy chuẩn rồi khi mà đã ra ngoài đi làm rồi, việc nhận được thầu làm những cái công trình nó như thế này, nó rất nhiều cái yếu tố khác nhau nó ảnh hưởng, thì cũng có những cái vấn đề nó rất là nhạy cảm. Ở trên này thì tôi cũng sẽ không đi chi tiết vào những cái phần tiêu chuẩn quy chuẩn đấy. Thì chỉ đơn giản thì vẫn khẳng định và nói lại với anh em, chỉ nói qua về những cái phần thực tế của công trình là chính, không nói về tiêu chuẩn, không nói về quy chuẩn, cũng như là không nói về cái quy trình, cũng như là cái thiết kế hệ thống báo cháy chữa cháy này ở trên đây nó có đảm bảo hay không. Thì cái này thì tôi chỉ đi nhận xét, và cái bản vẽ này thì tôi có tham khảo được người khác. Thì cái thời gian đấy thì nó cũng rất là lâu rồi, nó rơi vào khoảng tầm năm 2014 đến giờ. Còn cái công trình này nó xây dựng ở đâu thì tôi tạm thời thì tôi cũng không thể chia sẻ thêm được cho anh em. Rồi, ở đây trước tiên đây là một công trình nhà cao tầng, nó gồm có 10 tầng và 1 tum. Thì đây là cái sảnh tầng 1 này. Đấy. Đây là tầng 10 nhé. Và đây là tầng áp mái này. Tầng áp mái thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái như là về phần kỹ thuật, về những cái công trình và những cái phần phụ của nó sẽ để ở trên này. Thì cái này chắc khả năng nó là khách sạn, thì tôi cũng chả biết đây là khách sạn hay là nhà nghỉ kia, tại vì chỉ lôi ra đi làm cho anh em xem thôi. Còn về kiến trúc và kết cấu thì chắc là từ nó chỉ khác nhau là từng sảnh, chỉ có sảnh là khác nhau thôi, chứ còn ví dụ như là đi lên phía trên từ tầng 2 trở đi. Đây xem tầng mấy nào. Tầng 2 này. Tầng 2 đến các tầng còn lại phía trên thì gần như là kiến trúc giống nhau. Về kể cả công năng thì nó cũng có một số phần nó giống nhau thôi. Phòng hậu cần này. Ban an toàn. Đây khả năng đây là một văn phòng. Cái này thì tôi cũng đang đoán vậy thôi, cũng chưa biết là chính xác. Rồi, ở đây thì tôi cũng sẽ phân loại qua một số cái vấn đề nhé. Từ tức là sảnh đón, tức là nó sẽ nằm ở cái sảnh tầng 1 ạ. Thì về cái
cái thiết kế về kiến trúc của nó thì nó khác so với lại tầng 2, tức là cái sảnh đón ấy. Ở đây anh em đợi tôi một chút, nó khác ở cái phần mặt bằng tầng 1 này, để tôi xem nó có khác không. Nó khác đúng không? Tầng 2. Rồi ok. Đây là một cái công trình, giả sử tôi cho là một công trình nhà ra văn phòng đây. Nó bao gồm có 10 tầng và 1 tầng áp mái. Thì trong đó có cái sảnh tầng 1 là có cái phần kiến trúc khác so với lại các tầng phía trên. Nó khác so với từ tầng 1 đến tầng 10. Và tầng áp mái thì kiến trúc nó sẽ khác nhau rồi. Nên chủ yếu là tập trung 3 cái vấn đề, tức là sảnh tầng 1, tầng áp mái và tầng 1 đến tầng 10. Thì để nhận xét về cái sảnh đón, tức là sảnh của từng trệt ấy, thì bây giờ tôi sẽ vào tôi đi nhận xét một số cái vấn đề mà anh em cần phải quan tâm. Thì anh em lưu ý là tôi không nhận xét và tôi cũng sẽ không nói về những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như là thiết kế của họ nó như thế nào, mà tôi chỉ nhận xét những cái vấn đề nó liên quan đến thực tế của công trình ấy. Anh em lưu ý, tôi nhận xét về những cái vấn đề liên quan đến thực tế của công trình, chứ còn tôi không nhận xét là của người ta là thiết kế đầu báo này nó có đảm bảo hay không, hay là khoảng cách này nó như thế nào. Thì những cái vấn đề đấy tôi sẽ không nói trong cái video ngày hôm nay. Tại vì khi mà nói những cái vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn thì có những cái vấn đề nó rất là, khi mà ra ngoài đi làm nó lại là một cái vấn đề khác. Thì đây người ta sẽ có cái thiết kế là sảnh cửa vào, sảnh đón này. Ở đây thì cái dây báo cháy thì tôi thấy người ta sử dụng dây 2.1. 2.1 thực ra thì cũng không cần thiết mức phải sử dụng đến 2.1. Nếu mà có điều kiện thì anh em sử dụng vẫn được. Theo tôi cái này thì cần từ dây 0.75 trở lên là ok rồi. Thì trong tiêu chuẩn thì người ta cũng có nói là dây tối thiểu của nó phải dây từ 0.75. Thì tại vì là hệ thống báo cháy nó ở đây người ta sử dụng cái điện áp là 24V, điện áp một chiều, thì không cần thiết đến dây 2.1. Nhưng mà nếu anh em có điều kiện thì anh em vẫn có thể anh em sử dụng dây 2.1 thì vẫn được, tức là nó cao hơn tiêu chuẩn thì là càng tốt thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở đây khi anh em sử dụng cái ống BVC D20, thực ra là nó là quá là rộng. Theo bản thân tôi nghĩ thì chỉ cần đến ống D16 là đủ thôi. Một cây nó có chiều dài khoảng 3 hay là 6 mét ấy. Cái này thì tôi nhớ không chính xác lắm. Thì tại vì sao ấy? Tại vì là đối với cái ống D20 và ống D16 nó sẽ có chênh lệch nhau về giá tiền, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cái dây 1 chấm thì nó cũng khác với cái dây 0.75. Thì cái dây 0.75 thì nó đang có cái giá thành rơi vào khoảng 2.000 hoặc là 1.700 một mét. Còn dây 1 chấm thì cái giá thành nó sẽ cao hơn. Nếu mà những cái phần anh em thiết kế và anh em phần tính toán nó như thế này, nó sẽ liên quan đến phần báo giá nhé, cực kỳ là nhiều luôn. Cái khối lượng dây anh em thử tính là khoảng 1.000 dây, 1.000 mét dây. Nếu mà dây 0.75 mà có giá là khoảng 1.7, tức là 1.700, với lại cái dây 1 chấm thì nó có giá khoảng 2.000 hoặc là 3.000 gì đấy, thì cái giá thì nó chênh lệch nhau như vậy. Thì khi anh em thiết kế những cái phần dây này thì anh em cũng lưu ý cho tôi, và kể cả đường ống này nó cũng như vậy. Còn sang đến cái đèn sự cố ở đây thì tôi có nhìn thấy người ta có ghi là dây 1.5. Đối với cái điện điện 220 thì anh em sử dụng 1.5 như thế này là khá là ok rồi. Tối thiểu nên sử dụng dây 1.5. Nhưng mà thực tế dùng dây 0.75 thì vẫn sử dụng được. Nhưng mà theo tôi thì anh em đối với cái điện 220 thì hình như là theo tiêu chuẩn thì anh em nên sử dụng dây 1.5 thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì cái này chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Thế còn tôi không nói về tiêu chuẩn với quy chuẩn đâu. Trong cái video này thì tôi cũng không nói theo một cái trình tự, một cái lần lượt nào cả. Thì đơn giản là tôi gặp những cái vấn đề nào mà tôi cảm thấy là trên thực tế với lại trong cái thiết kế nó khác nhau thì tôi sẽ chỉ cho anh em. Ở đây thì người ta bố trí như thế này thì cũng khá là ok rồi. Nhưng mà có một điều là khi mà đối với những cái công trình văn phòng ấy, hoặc là những cái công trình khách sạn ấy, thì đa phần ở đây là toàn là những cái khu vực mà cái khả năng bụi của nó thấp, tức là nó vẫn có. Thì lắp nhiệt ở đây thì theo tôi nghĩ là
lắp lắp thì cũng được, nên anh em nên bố trí thêm một số đầu báo khói nữa thì tôi cảm thấy là nó ok hơn là so với việc mà anh em lắp đầu báo nhiệt. À, nói thêm cho anh em một cái là cái giá thành của đầu báo nhiệt và đầu báo khói nó chênh lệch nhau cũng khá là nhiều đấy. Không biết là khi người ta thiết kế có liên quan đến cái giá thành hay không, thì cái này chỉ là quan điểm của tôi thôi. Ở đây thì nói thêm ở đây là anh em lưu ý một công trình phòng cháy nó có đảm bảo được yêu cầu hay không, tất cả nó nằm ở cái phần thoát nạn đấy. Thoát nạn ở một công trình không có sự cố xảy ra, thoát nạn đảm bảo an toàn thì là ok nhất rồi. Thế còn công trình mà trang bị đầy đủ thiết kế nhưng mà lại không đảm bảo về thoát nạn này, không đảm bảo về tài sản này, thì những cái công trình đấy coi như là không đạt. Đấy là theo bản thân tôi nghĩ là như vậy. Ở đây thì tôi thấy nó có bố trí một lối thoát nạn ra, lối thoát ra, hai lối, ba lối. Như thế này khá là ok rồi. Cái sảnh 4 lối. Ở đây tôi thấy có 3 lối thoát nạn này. 1 nhá. 2 nhá. Và 3 này. Lối thoát nạn là có chiều rộng là 3,6 m. Khá là ok. À, còn đây lối thoát từ thang. Và cái lối bên này. Ở cái từng trệt này thì tôi chỉ nhận xét về những cái nội dung như là về dây dẫn này, về kích thước đường ống này, và cái đầu báo nên bố trí thêm đầu báo khói, thì theo bản thân tôi nghĩ là như vậy thôi. Nếu còn anh em bố trí đầu báo nhiệt thì vẫn được, không vấn đề gì. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy có phần thang thoát nạn. Thì ở đây đối với công trình từ 10 tầng trở lên thì anh em để ý là về cái phần buồng thang ấy, nó yêu cầu là phải có N1 nhé. Nhưng mà ở đây không biết có phải là N1 hay không. Ở đây thì khả năng người ta không phải là thiết kế N1 rồi. Rồi ok, thì anh em lưu ý là cái phần về cái phần kiến trúc của người ta, cái buồng thang người ta không làm buồng thang N1. Ở đây chủ yếu là loại N2 và N3. Đấy, chắc chắn là có tăng áp ở trong này rồi. Buồng thang N1, N2, N3 là gì thì anh em xem trong tiêu chuẩn nhé. Tôi cũng không giải thích lại những cái vấn đề này nữa. Cái này thì tôi chỉ nhận xét về những cái phần thực tế trên công trình thôi. Còn tại vì là những cái bản vẽ liên quan đến về phòng cháy thì nó có rất nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng, nên không thể nào mà đi chuyên sâu cho anh em được. Chỉ nhận xét về cái phần thực tế công trình mà khi mà mình đã gặp. Ở đây thì người ta thiết kế như thế này thì... À, thêm một cái nữa, đấy là về phần chuông đèn nút ấn này. Thế anh em để ý này, đây là cái phần bê tông này. Thực tế nếu mà để một cái tủ tổ hợp chuông đèn nút ấn á, đối với những cái công trình như là khách sạn hoặc là công sở, người ta đòi hỏi cái tính thẩm mỹ cao, thì bao giờ những cái hộp này nó phải bắt buộc anh em để âm mà anh em để trên bê tông như thế này là anh em không thể nào anh em để được đâu, tại vì là nó có bê tông cốt thép. Bây giờ muốn sử dụng được, muốn để âm được thì bắt buộc anh em phải đục đi, mà đục đi thì anh em đã biết là trên công trường thì việc khoan rút lõi thì cái giá thành người ta phạt rất là nhiều, khoảng 200 một mũi. Chứ còn ở đây thì không biết là người ta yêu cầu đặt âm hay là đặt nổi. Nhưng mà theo tôi thì anh em nên bố trí cái tổ hợp chuông đèn nút ấn ở vị trí tường gạch thì nó hợp lý hơn là so với việc anh em bố trí anh em để đây. Đấy là cái thứ nhất. Và nên bố trí ở những cái khu vực ra vào như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Hoặc là đầu cửa ở đây. Thì cái này thì tôi chỉ nhận xét thôi. Tôi cũng không bảo là để đây đúng hay sai cả. Đấy là anh em cần lưu ý. Đây là hệ thống báo cháy thường thôi. Mấy cái này thì nó chỉ là chẳng qua là cái mô đun của nó. Thực tế là đối với hệ thống báo cháy thường thì cũng không cần phải những cái mô đun địa chỉ nó như thế này. Rồi, về cơ bản thì tôi cũng sẽ qua cái từng trệt. Tôi sẽ lên đến từng một tôi xem.
lên đến cái từng một, lên đến cái từng một. Ở đây thì anh em để ý này, ở đây nó sẽ là cái cửa, tại vì nó là công sở mà, thì cái cửa của nó sẽ ở cái dạng là nó kéo sang ngang hai bên, mà trong cái tiêu chuẩn mà để exit ở đây thì nó là không chính xác nhé, đúng không? Nó phải là cửa đẩy hướng ra ngoài theo cái chiều thoát nạn. Nhưng mà theo mà nếu mà trong trường hợp có cháy mà những cái cửa này nó bắt buộc nó phải tự động, nó tự động nó mở ra hết thì vẫn chấp nhận được cho người ta, người ta đảm bảo về cái thẩm mỹ mà, thì không ai người ta thiết kế người ta cánh cửa mở ra ngoài. Đấy là thực tế tôi đi làm thì tôi thấy được cái điều đấy. Thế còn ở đây là tại sao người ta bố trí, thì cái này thì tại vì là tôi như đã nói ban đầu rồi đấy, một công trình liên quan đến phòng cháy nó có rất nhiều yếu tố khác nhau, nó về giá thầu này, về đặc điểm công trình này, rồi ngoài những cái tiêu chuẩn quy chuẩn ra thì nó có nhiều yếu tố lắm. Thế còn không phải nhất thiết là anh em cứ nhất thiết là theo tiêu chuẩn, theo quy chuẩn, thì tôi cũng không đi sâu vào những cái phần đấy. Có phần exit ở đây thì anh em cần lưu ý cho tôi. Tại vì sao? Tại vì cái cửa nhá, cái cửa thoát nạn của nó là để như thế này là chưa chính xác cho lắm. Thì cửa phải thoát nạn là phải hướng ra ngoài theo cái lối thoát nạn. Và nếu mà trong cái quá trình mà có cháy xảy ra, nếu mà hai cái cửa này nó phải về ở trạng thái là luôn mở thì vẫn chấp nhận được cho người ta. Cái này là theo công an thì người ta có văn bản thì người ta có quy định, người ta có chấp nhận được cái điều đấy hay không. Thì cái này thì anh em phải căn cứ vào đấy thì anh em xác định. Trên này thì tôi thấy người ta bố trí đồ báo khói rồi, như thế này cũng khá là ok rồi đối với những cái công trình văn phòng như thế này. Đây chắc chắn là công trình về văn phòng rồi, thì tôi thấy là không gian trưng bày hình ảnh hoạt động của công ty, nó không phải là khách sạn. Ở đây chắc là quầy lễ tân. Về hai lối thoát nạn thì anh em lưu ý nhé, đối với công trình từ 10 tầng trở lên nó phải bắt buộc phải có buồng thang loại N1 ấy. Ở đây thì tôi sẽ kiểm tra về lối thoát nạn nè. Lối thoát nạn thì ở đây nó cũng có hai lối trở lên, đúng không? Tính ra thì ở đây nó mới có một lối, lối này và lối ở đây. Lối đây thì do cái cửa thì như thế này là nó chưa đảm bảo cho lắm. Tổ hợp chuông đèn nút ấn thì người ta để đây. Thực ra cái tổ hợp chuông đèn nút ấn thì theo tôi thì nên đưa nó sang phía bên này, hoặc là anh em cũng có thể anh em trang bị thêm hai bộ như thế này là khá là ok rồi. Và tổ hợp chuông đèn nút ấn ở đây thì nên để dịch ra cái phía thoát nạn thì nó hay hơn so với việc là nó để ở đây. Thì anh em cứ tưởng tượng là khi người ta chạy thoát nạn ra ngoài thì người ta sẽ theo lối này, thì người ta nhấn đầu cửa thì nó sẽ hay hơn là so với việc ở đây. Thì khi người ta thoát dưới đây thì chẳng lẽ người ta lại chạy lại đây à, đúng không? Cái này chỉ là quan điểm của tôi thôi, thực tế là khi mà tôi đi làm tôi nhận xét ra thôi. Và cái ở đây là cái việc mà người ta bố trí đèn sự cố và đèn exit, tôi thấy có nhiều điểm nó chưa thực sự là nó hợp lý lắm. Cái này thì tôi chỉ nhận xét cơ bản như vậy thôi, chứ còn nếu mà chỉ ra thì còn nhiều cái vấn đề khác. Tại vì ở đây là cái bản vẽ của người khác thì tôi cũng chỉ đi nhận xét lại thôi. Và tôi cũng đã nói cho anh em từ trước đến giờ rồi đấy, một công trình nó liên quan đến phòng cháy nó có rất nhiều yếu tố, chứ không thể nào mà để mà một cái công trình mà đạt được theo những cái tiêu chuẩn quy chuẩn thì nó thực sự nó rất là khó. Mà đặc biệt là đối với những cái công trình mà khu dân cư đông dân, việc thoát nạn rồi bố trí đường đi lối lại thì thực tế cũng là khá là phức tạp. Bây giờ tôi sang tầng 2 luôn á. Tầng 2 lên đến tầng 10 thì gần như là kiến trúc nó giống nhau nhá anh em nhá. Tầng 2 lên đến tầng 10 kiến trúc thì nó giống nhau. Tôi sẽ xem đến tầng 2 này, tôi sẽ xem những cái tầng mà nó có sự khác biệt thôi. Ví dụ như tầng trệt, tầng 1. Và bắt đầu thì tôi sẽ đi nhận xét thêm cái tầng 2. Bây giờ cái video này nó cũng đã rơi vào khoảng tầm 20 phút rồi. Về thang. Sang đến tầng 2 này thì chủ yếu là nó về cái phần buồng thang thôi. Buồng thang thì khi anh em thiết kế thì cũng lưu ý cho tôi một chút. Thang này thì người ta cũng chạy vào đây rồi. Ở đây nhá, anh em lưu ý này,
Ở đây thì tôi thấy là cái phần giữa cái phần thang thoát nạn này và cái sảnh cho thang máy thì như vậy, như thế này theo bản thân tôi nghĩ là chưa được ổn cho lắm. Nếu anh em xem kỹ về cái phần tiêu chuẩn về cái phần mà buồng thang trước lối thoát nạn ấy, cái sảnh sảnh buồng thang ấy, thì cái này thì anh em cần phải xem lại những cái nội dung trong này này. Và cái buồng thang ở đây thì nó chạy trực tiếp luôn, chứ nó không phân ra thành cái buồng thang loại N2 hoặc N3 ấy, nó có cái tăng áp vật lý ấy. Thì cái này anh em xem lại nhé. Còn cái buồng thang bên này thì nó cũng không phải là loại N1. Nếu mà không phải là N1 thì không ok rồi. Nói chung là hai cái thang này nó không được đảm bảo cho lắm. Còn ra bên này, còn đối với hệ thống báo cháy bên này thì báo cháy thì chắc không có vấn đề gì. Nhưng mà ở đây tôi lại thấy họ để cái tổ hợp chuông đèn nút ấn ở phía trong này. Không hiểu là đặt trong này có cái tác dụng gì. Thì người ta khi mà người ta thoát nạn thì người ta lại quay lại đây người ta nhấn á. Theo tôi là để phía bên ngoài này thì nó hợp lý hơn. Để trong, thực ra để bên trong thì nó cũng được. Và cái bên này cũng vậy thì nên di chuyển ra phía đầu này thì nó hay hơn. Cái này thì tôi chỉ nhận xét cơ bản thôi, tại vì khoảng cách từ đây đến đây nó lại gần quá, nó không cần thiết. Cái này anh em lưu ý trong cái quá trình mà anh em làm thiết kế nhé. Nhà vệ sinh về cái kiến trúc của người ta thì chắc là do cái công năng của người ta làm bố trí như thế này cũng không phải là ok cho lắm. Phòng tiếp khách, phòng họp. Đối với công trình phòng họp thì người ta bố trí hai lối thoát nạn như thế này là ổn rồi. Nhưng mà có mỗi một phần. Khi anh em đối với những cái công trình mà trong phòng nó có số ghế ấy, phải căn cứ theo số người có ở trong này để anh em bố trí lối thoát nạn. Đây là thực tế này, thực tế công trường này. Việc bố trí hai lối thoát nạn như thế này là ok, nhưng mà khoảng cách của hai lối thoát nạn này thì anh em xem là nó có đảm bảo hay không. Nó phải bố trí phân tán thì nó hợp lý hơn, nhưng mà đấy là theo tiêu chuẩn. Nhưng mà thực tế ấy, thì không thể nào mà bố trí như vậy được, là tại vì ở đây nó có cái buồng thang rồi, mà đây thì không thể nào bố trí tiếp được nữa, mà không ai lại bố trí chạy ra phía bên này được. Nên cái việc mà thực tế và tiêu chuẩn nó có những cái điểm mà nó thật sự là nó rất khó cho người người ta làm thiết kế. Đấy, người ta bố trí như thế này thì đây là người ta bắt buộc người ta phải bố trí như vậy. Thì tại vì là không còn đường nào mà bố trí cả. Ở đây thì cũng vậy thôi. Ở đây thì anh em thêm một cái lưu ý này, một cái phòng rác này. Phòng rác thì ở đây chính là những cái nguy cơ mà nó cháy lan lên đấy. Thì cái tiêu chuẩn cũng như là cái quy định của cái phòng chứa rác ấy, thì nó cũng có tiêu chuẩn của nó để nó đảm bảo được về phòng cháy hay không thì nó vẫn có nhé. Thì đây chính là những cái nguy cơ mà nó cháy lan qua hệ thống rác thải này, hệ thống thang máy này. Kể cả ở đây bố trí đèn exit, đèn sự cố thì tôi thấy nó cũng chưa thật sự là nó hợp lý cho lắm. Nhưng mà tôi cũng sẽ không đi chuyên sâu lắm, là tại vì là đây là thiết kế của người ta, mình chỉ đi nhận xét thôi. Cảm thấy những cái điểm nào nó có ích cho anh em thì mình sẽ nói về những cái phần thực tế thi công công trường là chính. Thôi, những cái phần trên này thì tôi cũng chắc cũng bỏ qua, tại vì nó giống nhau thôi. Sẽ đi qua những cái phần này nó cơ bản thôi. Còn lên đến cái từng từng áp mái thì sao nào? Áp mái thì chắc là cũng không có vấn đề gì cho lắm. Áp mái thì ở đây thì tôi chỉ thấy là còn lại một lối thoát nạn là không được rồi. Đúng không? Từ trên cùng lên đến trên này là người ta không còn lối thoát nạn. Ở trên này thì người ta chỉ còn một lối thoát nạn duy nhất. Như vậy thì không ok cho lắm. Anh em lưu ý nhé. À, từ từng trệt lên đến từng áp mái là phải hai lối thoát nạn, đấy là nguyên tắc thoát nạn rồi.
Và cái sảnh khi mà bước vào đây thì cũng không được ok cho lắm. Trên này thì người ta thấy bố trí đồ báo nhiệt. Ở phía này người ta có bố trí đồ báo khói này, chuông đèn nút ấn này thì vẫn vậy này. Cà phê và ăn nhẹ thì trên này người ta có thể là bố trí đồ báo nhiệt được. Tại vì là đối với khu vực cà phê ăn sáng thì cũng có thể là hút thuốc gây ra cái trường hợp báo cháy giả, thì người ta có thể là bố trí đồ cháy nhiệt thì cũng khá là ok thôi. Nói chung anh em bố trí thêm cũng được, nhưng mà nếu mà bố trí thêm thì chi phí nó sẽ cao hơn thôi. Đấy là cái mà anh em cần lưu ý. Nhà vệ sinh này, thang máy này. Ở đây thì tôi chỉ thấy một cái điểm nó không được, đấy là về cái phần thoát nạn. Nó chỉ có một lối thôi, một lối ở đây này thì là không ổn nhé. Đã là nguyên tắc khi anh em thiết kế nhà cao tầng thì bắt buộc phải hai lối thoát nạn, đấy là nguyên tắc rồi. Còn đấy là tôi còn chưa kể là lối thoát nạn loại bao nhiêu đấy. Rồi, cái video này thì tôi sẽ dừng lại tại đây thôi.